Sáng nay, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lần thứ 6 giai đoạn 2016-2021. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Ngay sau khi chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban hành, Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố đã nhanh chóng quán triệt sâu rộng trong hội viên, phối hợp tổ chức học tập các chuyên đề, các buổi tọa đàm, kể chuyện về Bác Hồ, vận động hội viên tham gia tích cực các cuộc thi về tấm gương, người tốt, việc tốt, phối hợp với các đơn vị xây dựng các chuyên mục về cựu chiến binh làm theo Bác. Năm 2019, Hội đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05, qua đó phát hiện nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Kết quả đến nay đã có 32 tập thể, 285 đồng chí được cấp ủy các cấp khen thưởng trong các kỳ sơ kết. Từ năm 2016 đến năm 2019, hàng năm Hội Cựu chiến binh thành phố có 100% tổ chức hội đạt vững mạnh, trên 20% đạt vững mạnh xuất sắc, 99,82% hội viên đạt cựu chiến binh gương mẫu và 98% gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa, góp phần xây dựng Hội Cựu chiến binh thành phố đạt vững mạnh xuất sắc. Gắn với việc học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016-2021, Hội Cựu chiến binh thành phố đã triển khai kết nối các mô hình kinh tế, tạo điều kiện cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân gắn kết với nhau nhằm hỗ trợ cho nhau, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau phát triển kinh tế, sáng tạo nhiều mô hình hay. Đến nay, toàn Hội Cựu chiến binh thành phố có 78 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 8 hợp tác xã, 26 tổ hợp tác sản xuất, 22 trang trại, 93 gia trại và gần 1.030 hộ kinh doanh dịch vụ, các đơn vị trên thu hút hơn 4.600 lao động. Trong đó, có hàng ngàn lao động là con em cựu chiến binh, cựu quân nhân ở địa phương.